Các em chuẩn bị bước vào kỳ kiểm tra giữa học kỳ 2, chắc hẳn là các em cũng đang rất lo lắng phải không nào? Thì sau đây cô sẽ hướng dẫn các em phần ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2 của môn toán lớp 8. Bài kiểm tra giữa học kỳ 2 môn toán lớp 8 sẽ được làm trong thời gian là 90 phút với những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất đó là giải phương trình gồm có 4 dạng. Thứ nhất là dạng cơ bản, thứ hai là phương trình tích, thứ ba là phương trình có mẫu là số và thứ tư là phương trình chứa ẩn ở mẫu. Nội dung thứ hai đó là giải bài toán bằng cách lập phương trình. Nội dung thứ ba là toán thực tế áp dụng định lý Thales. Và nội dung thứ tư đó là hình học về ba trường hợp đồng dạng của tam giác. Bây giờ trước tiên cô và các em sẽ cùng ôn tập nội dung thứ nhất đó là giải phương trình. Thì cô có 4 câu A, B, C, D tương ứng với 4 dạng mà cô vừa nêu. Bây giờ các em có thể bấm dừng video lại để làm thử 4 bài này nhé. Sau khi các em làm xong thì các em sẽ tiếp tục coi video để chúng ta xem được bài giải chúng ta giải có đúng hay không. Nào, bây giờ cô và các em sẽ cùng sửa câu A. Ở câu A này ta thấy có ngoặc thì ta sẽ nghĩ tới việc là thực hiện phép tính để bỏ ngoặc. Thì ta quan sát bên vế trái có dạng là đơn nhân đa, nên ta tiến hành thực hiện đơn nhân đa bằng cách ta lấy đơn là 7 nhân cho từng hạng tử của đa thức 5 trừ x thì ta sẽ được kết quả như sau. Sau đó, chúng ta sẽ chuyển những hạng tử có x sang vế trái, những hạng tử là số sang vế phải. Và các em đặc biệt lưu ý, trừ 5x đang đứng vế phải, ta chuyển sang vế trái thì ta phải đổi dấu thành cộng 5x. 35 đang đứng bên vế trái, ta chuyển sang vế phải thì ta phải đổi dấu thành trừ 35. Tiếp theo, ta thu gọn. Được kết quả là trừ 2x bằng trừ 24. Từ đây, để mất trừ 2 đi còn lại x, thì ta sẽ chia cả hai vế cho trừ 2, thì ta sẽ được kết quả là x bằng 12. Và các em lưu ý là giải phương trình chúng ta cần phải có dấu tương đương và phải có kết luận tập nghiệm. Còn bài B thì quá dễ đúng không các em? Bài B có dạng là phương trình tích. Vì vế phải bằng 0, vế trái là một tích của các đa thức. Thì để giải phương trình tích, ta chỉ việc cho từng nhân tử của tích bằng 0 rồi ta giải. Như vậy ta sẽ được là x trừ 3 bằng 0 hay 2x cộng 1 bằng 0. Với x trừ 3 bằng 0 ta sẽ dễ dàng giải được x bằng 3. Và với 2x cộng 1 bằng 0 chúng ta sẽ dễ dàng giải ra được x bằng trừ 1 phần 2. Như vậy tập nghiệm ở đây chúng ta sẽ có hai phần tử đó là 3 và trừ 1 phần 2. Bài C là phương trình có mẫu là số. Thì ta sẽ nghĩ tới việc là quy đồng mẫu hai vế của phương trình để rồi khử bỏ mẫu đi. Thì muốn làm được điều đó, trước hết chúng ta cần phải tìm được mẫu chung. Thì ở đây ta thấy có 3 mẫu là 2, 3 và 5. Thì mẫu chung của chúng ta ở đây sẽ là 30. Và sau khi tìm được mẫu chung là 30 rồi, chúng ta sẽ ghi mẫu chung ra trước để chúng ta tiến hành quy đồng. Thì từ mẫu là 2 muốn trở thành mẫu là 30 thì ta phải nhân thêm cho 15. Nhân mẫu cho 15 thì ta cũng phải nhân tử cho 15. Như vậy ta lấy x nhân cho 15. Tương tự, mẫu là 3 muốn trở thành mẫu là 30 thì ta cần phải nhân thêm cho 10. Nhân mẫu cho 10 thì ta cũng sẽ nhân tử cho 10.
Như vậy tử là một đa thức, thì các em nhớ ta cần phải bỏ ngoặc rồi ta mới nhân thêm cho 10. Mẫu là 5, muốn trở thành mẫu 30 thì ta phải nhân thêm cho 6. Nhân mẫu cho 6 thì ta cũng sẽ nhân tử cho 6. Và lưu ý ở đây, tử là đa thức 2x-1, ta cũng phải bỏ vô ngoặc rồi ta mới nhân cho 6. Đến đây thì hai vế của phương trình đã có cùng mẫu là 30, thì ta sẽ khử bỏ mẫu đi, chỉ còn lại tử thôi. Và đồng thời ta sẽ đi thực hiện phép tính để bỏ ngoặc. Ta sẽ được kết quả như sau. Tiếp theo, những hạng tử nào có ít, các em sẽ chuyển hết sang bên trái. Hạng tử là số, các em chuyển sang bên phải, thu gọn, các em sẽ được kết quả là trừ 17x bằng 4. Đến đây, để giải tìm được x, thì ta sẽ chia cả hai vế cho trừ 17 và ta được kết quả như sau. Còn bài D là phương trình có chứa ẩn ở mẫu. Thì đặc trưng của phương trình có chứa ẩn ở mẫu đó là trước hết các em cần phải tìm điều kiện xác định của phương trình. Thì bài này điều kiện xác định của phương trình là x khác 3 và x khác trừ 3. Tiếp theo, các em sẽ tìm mẫu thức chung. Thì mẫu thức chung của bài này sẽ là x trừ 3 nhân x cộng 3, hoặc là bạn nào viết là x bình trừ 9 cũng được. Và từ mẫu x trừ 3 muốn trở thành mẫu x cộng 3 nhân x trừ 3 hay là x bình trừ 9 á, thì ta cần phải nhân thêm cho x cộng 3. Còn với mẫu x cộng 3 mà muốn trở thành cái mẫu chung x cộng 3 nhân x trừ 3 hay nói ngắn gọn là x bình trừ 9 thì chúng ta cần phải nhân thêm cho x trừ 3. Còn cái mẫu cuối cùng thì đã đúng với mẫu thức chung là x bình trừ 9 thì ta giữ nguyên. Đến đây ta sẽ khử bỏ mẫu hai vế đi. Ta sẽ được còn lại tử thôi. Đến đây ta sẽ thực hiện phép tính để bỏ ngoặc. Và tiếp theo ta sẽ chuyển những hạng tử có x sang bên trái, hạng tử là số sang bên phải, thu gọn ta sẽ được kết quả là x bình trừ 3x bằng 0. Đến đây để giải, bắt buộc chúng ta cần phải phân tích vế trái thành nhân tử để đưa về phương trình tích để giải, vì ở đây số mũ đi với biến x là mũ 2. Đến đây ta dễ dàng thấy được là ta cần phải đặt x ra ngoài làm nhân tử chung. Thì trong ngoặc ta sẽ còn lại là x trừ 3. Đến đây thì quá dễ đúng không các em? Đây chính là phương trình tích. Ta sẽ cho tần nhân tử của tích bằng 0 giải ra kết quả. Nhưng các em lưu ý, sau khi giải ra được kết quả rồi, các em cần phải so lại những cái x tìm được này có thỏa mãn điều kiện xác định hay không. Nếu thỏa thì ta nhận, không thỏa thì ta loại. Như vậy x bằng 0 khác cộng trừ 3, do đó ta nhận kết quả này. Riêng x bằng 3 không thỏa điều kiện xác định thì ta loại đi. Và cuối cùng ta kết luận. Nội dung thứ hai cô ôn tập cho các em đó là giải bài toán bằng cách lập phương trình. Thì bây giờ chúng ta sẽ test bài tập sau đây. Hai tủ sách có tổng cộng 153 quyển sách. Nếu lấy bớt ở tủ A ra 2 quyển và thêm vào tủ B 5 quyển thì số quyển sách ở tủ A bằng 5/8 số quyển sách ở tủ B. Hỏi lúc đầu mỗi tủ có bao nhiêu quyển sách? Thì ta thấy đây là thuộc dạng toán thêm bớt. Do đó khi lập bảng sẽ có hai tình huống, đó là lúc ban đầu
và lúc sau khi thêm bớt. Và ở đây đề cập đến hai đối tượng, đó là tủ A và tủ B. Vậy thì chúng ta sẽ có được sườn bảng như sau. Để giải bài toán bằng cách lập phương trình thì bước đầu tiên các em cần làm đó là chọn ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn. Thì ta thường chọn ẩn ít, gọi ẩn ít dựa vào câu hỏi. Bài này hỏi gì các em? Thì bài toán này hỏi lúc đầu mỗi tủ có bao nhiêu quyển sách. Vậy thì ta có thể gọi số quyển sách lúc đầu ở tủ A hay tủ B là ít đều được cả. Trong bài này, cô sẽ gọi số quyển sách tủ A lúc đầu là ít quyển. Vậy nhờ vào câu hai tủ sách có tổng cộng 153 quyển sách, mà khi cô gọi tủ A có số quyển sách là ít quyển thì cô sẽ dễ dàng biểu diễn được số quyển sách tủ B lúc đầu sẽ là 153 trừ ít. Đọc tiếp ta sẽ thấy nếu lấy bớt ở tủ 2 ra 2 quyển và thêm vào tủ B 5 quyển, vậy thì lúc sau tủ A bị lấy bớt đi 2 quyển, vậy thì tủ A lúc sau sẽ có số quyển sách được biểu diễn là ít trừ 2. Còn lúc sau tủ B được nhận thêm 5 quyển, vậy thì số quyển sách tủ B lúc sau sẽ là 153 trừ ít, chính là số quyển sách tủ B lúc đầu bây giờ sẽ được cộng thêm 5. Và thu gọn ta sẽ được kết quả là 158 trừ ít. Bây giờ để lập phương trình, chúng ta sẽ nhờ vào cái ý còn lại trong đề bài mà nãy giờ chúng ta chưa dùng đến, đó là sau khi thêm bớt thì số quyển sách ở tủ A bằng 5/8 số quyển sách tủ B. Vậy thì chúng ta sẽ có phương trình như sau. Số quyển sách tủ A lúc sau là ít trừ 2 bằng 5/8 nhân cho số quyển sách tủ B lúc sau chính là 158 trừ ít. Và các em lưu ý là 158 trừ ít này chúng ta cần phải bỏ nó vô ngoặc. Sau khi có bảng này rồi, các em hãy dựa vào bảng này và trình bày bài giải đầy đủ chi tiết cho cô nhé. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày bài giải như sau. Trước tiên ta sẽ gọi ít quyển là số quyển sách của tủ A lúc đầu. Với ít thuộc n sao và ít nhỏ hơn 153. Tiếp theo sẽ là các lời giải. Số quyển sách tủ B lúc đầu là 153 trừ ít quyển. Số quyển sách tủ A lúc sau sẽ là ít trừ 2 quyển. Số quyển sách tủ B lúc sau sẽ là 153 trừ ít cộng 5 bằng 158 trừ ít quyển. Theo đề ta sẽ có phương trình sau. Ít trừ 2 bằng 5/8 nhân với 158 trừ ít. Để giải phương trình này thì các em sẽ quy đồng mẫu hai vế để rồi khử bỏ mẫu đi. Sau đó ta thực hiện phép tính để bỏ ngoặc và chuyển những hạng tử có ít sang vế trái, số sang phải và ta thu gọn. Ta sẽ giải ra được ít bằng 62. Thì so kết quả này với điều kiện chúng ta đã đặt thỏa nên ta nhận. Và cuối cùng là ta sẽ kết luận. Vậy số quyển sách tủ A lúc đầu là 62 quyển. Còn số quyển sách tủ B lúc đầu sẽ là 153 trừ ít bằng 153 trừ 62 bằng 91 quyển.
Nội dung thứ ba cô sẽ ôn cho các em đó là toán thực tế. Dựa vào hình minh họa, các em hãy tính chiều cao cột cờ ở trong hình vẽ dưới đây. Thì để giải quyết bài toán này, các em có hai cách làm. Cách thứ nhất, các em có thể dùng Thales, cụ thể là hệ quả của định lý Thales để làm. Hoặc là cách thứ hai, các em có thể dùng kiến thức tam giác đồng dạng để làm. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em giải bài này bằng cách sử dụng kiến thức của hai tam giác đồng dạng. Tam giác CDE và tam giác CAB có góc D bằng góc A bằng 90 độ. Giả thiết có góc C chung. Do đó, tam giác CDE sẽ đồng dạng với tam giác CAB theo trường hợp góc. Các em lưu ý là dựa vào các cặp góc tương ứng bằng nhau, các em cần phải viết đúng thứ tự các đỉnh tương ứng khi viết ký hiệu hai tam giác đồng dạng nhé. Từ đây, chúng ta sẽ suy ra được tỉ số đồng dạng như sau. CD phần CA bằng DE phần AB bằng CE phần CB. Thay số vào, từ đây ta sẽ tính ra được DE bằng 5,5 m. Cuối cùng, các em hãy nhớ kết luận cho cô. Vậy chiều cao cột cờ khoảng 5,5 m. Nội dung cuối cùng mà cô ôn cho các em đó là bài toán hình học. Các em hãy làm cho cô bài toán hình học sau đây. Cho tam giác ABC nhọn, có AB nhỏ hơn AC. Hai đường cao BE và CF cắt nhau tại H. Câu A, chứng minh tam giác AEB đồng dạng với tam giác AFC. Câu B, chứng minh HF nhân HC bằng HE nhân HB. Các em lưu ý vẽ cho cô tam giác ABC nhọn, tức là tam giác ABC có cả ba góc đều là góc nhọn. Và khi vẽ đường cao, các em cần phải dùng eke để chúng ta vẽ chính xác được vuông góc. Và sau đó các em cần phải ký hiệu góc vuông vào trong hình vẽ để lát nữa chúng ta sẽ làm bài cho dễ. Nhìn vào hình vẽ này thì ta thấy câu A, chứng minh tam giác AEB đồng dạng với tam giác AFC không có gì là quá khó, phải không các em? Ta dễ dàng thấy được hai tam giác này có được góc AEB và góc AFC bằng nhau vì cùng bằng 90 độ. Giả thiết đã cho. Và ngoài ra lại có góc BAC là góc chung. Vậy thì từ đây ta sẽ kết luận được hai tam giác này đồng dạng theo trường hợp góc. Và các em lưu ý là khi viết ký hiệu hai tam giác đồng dạng, các em cần phải kiểm tra đúng thứ tự các đỉnh tương ứng cho cô. Câu B cũng là một dạng câu rất là quen thuộc, đó là yêu cầu các em hãy chứng minh hai tích bằng nhau. Thì phương pháp để làm bài chứng minh hai tích bằng nhau này thì trong lớp các thầy cô đã hướng dẫn các em rồi, phải không nào? Các em cần phải lấy giấy nháp làm sơ đồ phân tích suy ngược để chúng ta biết được là ta cần phải đưa về chứng minh hai tam giác nào đồng dạng. Thì với bài này ta thấy là ta cần phải chứng minh tam giác HFB và tam giác HEC đồng dạng.
ta dễ dàng tìm được hai cặp góc bằng nhau của hai tam giác này như sau. Đó là góc HFB và góc HEC bằng nhau vì đều là góc vuông do giả thiết đã cho. Ngoài ra, lại có góc FHB và góc EHC bằng nhau vì là hai góc đối định. Do đó, hai tam giác này sẽ đồng dạng theo trường hợp góc-góc. Lưu ý viết đúng thứ tự các đỉnh tương ứng cho cô. Để dựa vào đây, chúng ta có thể viết được chính xác tỷ số đồng dạng. Bây giờ, ta sẽ suy ra được tỷ số đồng dạng như sau. Đó là HF phần HE. Hai vị trí đầu sẽ đi với hai vị trí đầu. Bằng HB phần HC. Đầu cuối đi với đầu cuối. Và cuối cùng bằng tỷ số FB phần EC. Từ đây, chúng ta sẽ suy ra được hai tích chéo bằng nhau. HF nhân HC bằng HE nhân HB. Và đây chính là điều đề bài yêu cầu chứng minh. Cô chào tạm biệt các em và chúc các em đạt kết quả thật tốt trong kỳ thi giữa học kỳ 2 này.